Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá trưa ngày hôm nay 15 tháng 8. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Thất vọng với đội nhà, cổ động viên Thái Lan quay ra chủ ẻo Việt Nam. Bỏ qua Chanathit, báo Thái chỉ ra cái tên lạ sẽ giúp cho đội nhà đánh bại Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ đổi ý cùng U22 Việt Nam đối đầu Trung Quốc. Câu Phượng trả lời thẳng với báo Bỉ về giấc mơ World Cup của tuyển Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Các cổ động viên của Thái Lan đã tỏ ra thất vọng khi đội nhà để các cầu thủ U18 Việt Nam cầm hòa với tỷ số 0-0. Như quý vị và các bạn đã biết, Việt Nam vừa cầm hòa U18 Thái Lan trong trận đấu thứ tư tại giải U18 Đông Nam Á. Với kết quả này cùng với việc U18 Malaysia vượt qua U18 Úc trước đó đã khiến cho U18 Thái Lan chắc chắn đã bị loại. Chứng kiến màn trình diễn thất vọng từ đội nhà, các cổ động viên xứ sở Chùa Vàng đã không thể giấu nổi sự thất vọng trên mạng xã hội. Một tài khoản có tên là Warrior so sánh: năm nay Malaysia dường như rất mạnh, họ đã xây dựng được một hệ thống đào tạo hơn hẳn chúng ta trong nhiều năm. Họ sẽ trở thành một đội bóng đáng sợ hơn cả Việt Nam trong tương lai. Một tài khoản khác thì chỉ trích lối đá xấu xí của U18 Việt Nam. Việt Nam đá quá thô bạo, họ thường xuyên có những pha vào bóng đầy nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng đáng ra họ phải nhận ít nhất một thẻ đỏ vì lối đá phi thể thao đó. Dẫu sao chúng tôi bị loại nhưng Việt Nam cũng khó lòng đi tiếp. Tài khoản có tên là No Chai hài hước nói: tôi đang nghĩ đến một kịch bản đầy thú vị. U18 Việt Nam đằng nào cũng bị loại rồi, chi bằng để Malaysia đi tiếp khi gặp họ ở trận đấu sau. Lúc đó U18 Việt Nam sẽ bị loại đầy tức tưởi. Còn tài khoản Tony tỏ ra bi quan với bóng đá trẻ Thái Lan: trước khi thất thủ trước Campuchia, tôi nhận ra rằng đội bóng quá yếu. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bị Việt Nam cầm hòa cả. Bóng đá Thái mơ World Cup làm sao nổi. Hãy nhìn sang Malaysia, họ đã đầu tư cho bóng đá trẻ rất nhiều và đã thu được thắng lợi lớn. Với cục diện sau trận U18 Việt Nam hòa với U18 Thái Lan thì ở lượt trận cuối cùng của bảng B sẽ diễn ra vào chiều tối ngày hôm nay 15 tháng 8. Chủ nhà Việt Nam không tự quyết được số phận mà chờ tinh thần fair play và cả sự xuất sắc của U18 Thái Lan. Các cặp đấu của bảng B chiều nay gồm Malaysia gặp Thái Lan, Úc gặp Singapore, Việt Nam gặp Campuchia. Sau 4 trận thì Malaysia đang dẫn đầu, kế đến là Úc và thứ ba là Việt Nam. Thái Lan thì đã hết cơ hội vào bán kết, nhưng họ đóng vai trò quyết định số phận của U18 Việt Nam. Singapore thì khó có cửa thắng đậm Úc để gián tiếp giúp Việt Nam. Ngược lại, cửa thắng của Úc trước Singapore là đến 99%. Điều này có thể nói xem như Úc đã có một tấm vé. Vé còn lại, nếu Thái Lan thể hiện tinh thần fair play, chơi sòng phẳng và hết mình để thắng đậm Malaysia, đồng thời Việt Nam thắng đậm Campuchia để cải thiện hiệu số bàn thắng bại, thì chủ nhà mới có hy vọng đi tiếp. Khi mà số phận lệ thuộc vào tinh thần fair play của đối thủ đang bị mang tiếng là xấu chơi, thì rõ ràng số phận của U18 Việt Nam thật mong manh. Đó là chưa kể nếu Thái Lan chơi trung thực, hết mình với tinh thần fair play, thì cũng chưa chắc đánh bại được Malaysia vì đội bóng này rất mạnh, đã có trận thắng Úc. Có điều cũng cần phải đề cập là năm nay giải U18 lại bất ngờ thay đổi tính hiệu số bàn thắng bại trước thay vì trước đây tính đối đầu, nên chủ nhà U18 Việt Nam càng đứng trước khe cửa hẹp. Bỏ qua Chanathit, báo Thái chỉ ra cái tên lạ sẽ giúp đội nhà đánh bại Việt Nam. Mới đây, trang Sia Sport của Thái Lan đã có bài viết nói về sự chuẩn bị của huấn luyện viên Akia Lichino về trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã biết, Thái Lan đang giáo diết chuẩn bị cho đại chiến với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Người hâm mộ xứ sở Chùa Vàng đang chờ đợi màn rửa hận khi voi chiến thất bại 0-1 trước đương kim vô địch AFF Cup 2018 tại Kings Cup 2019 diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Hâm nóng không khí cuộc đối đầu này, Chanathit Songkorasin mới đây đã có những tuyên bố rất đanh thép: mục tiêu của tôi là giúp cho tuyển quốc gia Thái Lan đứng đầu bảng G. Tôi muốn chiến thắng tất cả các trận đấu của vòng loại. Ngụ ý của Messi Thái chính là vượt qua hai đội bóng ở nhóm hạt giống cao hơn là UAE ở nhóm 1 và Việt Nam ở nhóm 2. Mới đây nhất, trang Siam Sport của Thái Lan cũng đã dẫn lời những phát biểu của tân huấn luyện viên Akira Nishino người Nhật Bản về trận đấu với đội tuyển Việt Nam sắp tới. Ông Akira Nishino đã có buổi tiếp xúc với truyền thông vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Ở đó, ông đã trải lòng về những khó khăn cũng như cho thấy sự tự tin trước trận đấu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan. Gặp đội tuyển Việt Nam, đội bóng đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian qua,
ông Akira Nishino cho hay: "Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin xung quanh trận đấu này. Tôi vẫn tích cực đến sân và xem các cầu thủ Thái Lan thể hiện tại Thái Lịch. Những kế hoạch bước đầu đã được hoàn tất và chúng tôi đã sẵn sàng cho những lộ trình tiếp theo. Về cả thông tin của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi cũng đã nắm bắt. Danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu này sẽ chốt vào ngày 27 tháng 8 tới, theo quy định của FIFA. Điều đó có nghĩa là những công đoạn chuẩn bị, sẵn sàng, sàng lọc tài năng cũng không còn quá nhiều thời gian." Hiện tại, ngôi sao đang chú ý của bóng đá Thái Lan là Ekanit Pandya thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ nước nhà. Đây hứa hẹn sẽ là một phương án gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu sắp tới. Khi được hỏi về tài năng 19 tuổi này, ông Akira Nishino chia sẻ: "Tôi đã nghe rất nhiều về tài năng trẻ này, cá nhân tôi cũng chưa thể có những nhận định về cậu ấy vào lúc này. Tuy nhiên, phải công nhận rằng Ekanit là một cầu thủ giỏi và tôi đã có những ấn tượng ban đầu về cậu ấy." Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ đổi ý cùng U22 Việt Nam đối đầu Trung Quốc. Sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam đấu Thái Lan ở vòng loại World Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục cùng U22 Việt Nam đối đầu với U22 Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, theo những thống nhất trong buổi họp giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có từ 1 đến 2 đợt tập trung ngắn hạn trong mỗi tháng kể từ tháng 7 năm 2019. Đây là kế hoạch được chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các cộng sự xây dựng để phục vụ cho mục tiêu giành tấm huy chương vàng ở SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines. Đề xuất này của ông Park Hang-seo cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ. Sau khi kết thúc đợt tập trung thứ 2 trong tháng 8 đến đầu tháng 9, U22 Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu rất được chờ đợi với đối thủ là U22 Trung Quốc. Đây được coi là liều thuốc thử khá mạnh dành cho các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng là cơ hội để chiến lược gia người Hàn Quốc có dịp gặp lại người thầy cũ của mình, đó là huấn luyện viên Gus Hiddink. Theo kế hoạch ban đầu, do trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 9, sát với ngày đội tuyển quốc gia Việt Nam đối đầu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào 5 tháng 9, nên huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không cùng đội tuyển U22 Việt Nam sang Trung Quốc mà sẽ chỉ đạo từ xa thông qua trợ lý Kim Han-yoon. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo ngay sau khi kết thúc trận đấu với Thái Lan sẽ ngay lập tức di chuyển sang Trung Quốc. Ông thầy người Hàn Quốc sẽ trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ U22 Việt Nam trong trận giao hữu với Trung Quốc. Dự kiến cả U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ cùng tập trung tại Hà Nội từ ngày 26 tháng 8, ngay sau khi vòng 22 V-League kết thúc. Đến ngày 1 tháng 9, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu mở màn ở vòng loại World Cup 2022. Công Phượng trả lời thẳng thắn với báo Bỉ về giấc mơ World Cup của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Công Phượng đã có cuộc chia sẻ với tờ báo Het Ba Lan Van Limburg, một tờ báo địa phương chuyên viết về Sint-Truiden, câu lạc bộ mà tiền đạo 24 tuổi này đang đầu quân. Cuộc phỏng vấn này được ghi nhận là lần đầu tiên Công Phượng chia sẻ với một tờ báo của nước Bỉ. Một vài lát cắt về cuộc sống của Công Phượng đã được truyền tải đến người Bỉ, dù đó là những điều đã quá quen thuộc ở Việt Nam. Bên cạnh đó, những so sánh về bóng đá châu Âu và châu Á về cơ hội dự World Cup của đội tuyển Việt Nam cũng đã được nhắc đến. Khi được phóng viên đặt câu hỏi, giấc mơ lớn nhất của Công Phượng có phải là cùng đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup hay không? Tiền đạo 24 tuổi thẳng thắn bày tỏ: "Muốn vậy, chúng tôi phải có rất nhiều may mắn vì chỉ có 4 đội tuyển ở châu Á được dự World Cup mà thôi." Hiện tại, FIFA vẫn đang giữ nguyên số lượng 32 đội tuyển tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi đó, top 8 tại châu Á hiện tại gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Australia, UAE, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc. Tất cả đều là những đội bóng rất mạnh so với Việt Nam. Về sự hòa nhập với Sint-Truiden, Công Phượng giải bày: "Mọi người đều hiểu sự khác biệt giữa bóng đá châu Âu và bóng đá châu Á. Tôi cũng cảm nhận được điều đó, nhất là sức mạnh và tốc độ. Tôi đã chơi bóng ở Hàn Quốc, nhưng ở Bỉ các cầu thủ còn nhanh hơn thế. Khi tới châu Âu, tôi không đưa ra nhiều phát ngôn. Tôi muốn chứng minh bản thân mình đã. Tôi cần thời gian để làm quen với trình độ ở đây, lấy niềm tin từ ban huấn luyện. Tôi không cao, không quá khỏe, nhưng có thể chứng minh bản thân qua kỹ năng chơi bóng." Ở một khía cạnh khác, phóng viên cũng khá tò mò với những hình xăm trên người của Công Phượng. Cầu thủ Việt Nam lập tức đưa ra yêu cầu:
Tôi có thể lý giải, nhưng anh có thể bảo phóng viên đừng chụp ảnh được không? Sau đó Công Phượng bắt đầu giải bày. Hình xăm bông hồng tượng trưng cho tấm lòng nhân ái và quan tâm tới người khác là con người tốt của Công Phượng muốn trở thành. Viên kim cương cạnh bông hồng tượng trưng cho sự giàu sang. Từ Aquarius nhắc đến cung Bảo Bình, cung hoàng đạo của Công Phượng, hình vẽ ngôi nhà là để nhắc tới nơi mà Công Phượng đã lớn lên. Anh chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.